Chào bác em đến với tiết học môn hóa lớp 10 của trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu. Hôm nay cô rất vui khi chúng ta gặp lại nhau. Ở tuần trước, cô trò mình đã tìm hiểu xong bài 29. Hôm nay mình sẽ tiếp tục nghiên cứu hai bài tiếp theo của chương 6, đó là bài 30 và bài 32. Hai bài này cô sẽ gom lại thành một chủ đề, nên là bài học hôm nay tương đối nhiều và kiến thức cũng quan trọng, vì thế các em cần cố gắng theo dõi. Thì cũng như các tiết học trước, các em cần chuẩn bị cho cô là sách giáo khoa, tập viết để ghi lại nội dung của bài học, giúp cho tiết học hiệu quả hơn. Thì ở đây cô có 4 câu hỏi để nhắc lại kiến thức cũ cho các em trước khi chúng ta đi vào bài mới ha. Câu hỏi số 1. Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Ở đây cô có 4 phát biểu, thì các em sẽ đọc lần lượt 4 phát biểu và chọn ra cho cô phát biểu nào đúng nhất. Và những phát biểu còn lại nó sai là sai ở chỗ nào ha. Thì phát biểu thứ nhất là A, là oxy oxy hóa bạc thành bạc oxit. Như vậy thì nhớ lại tính chất hóa học của oxy. Oxy không oxy hóa được ba kim loại đó là vàng, bạc và platin. Như vậy thì phát biểu A là phát biểu không đúng nên không chọn. Phát biểu thứ hai, oxy và ozone đều có tính oxy hóa. Như vậy thì nhớ lại tính chất hóa học của oxy và ozone. Cô đã dạy kỹ ở bài 29 rồi. Thì oxy và ozone đều có tính oxy hóa mạnh, nên là đáp án B là đáp án đúng, à phát biểu đúng. Như vậy còn lại hai đáp án C và D, xem theo nó sai ở chỗ nào. Oxy có tính oxy hóa mạnh hơn ozone thì là sai, là bởi vì là oxy có tính oxy hóa yếu hơn ozone. Rồi phát biểu D là ozone oxy hóa được tất cả các kim loại, thì phát biểu này nó sai ở chỗ là chữ tất cả. Thì ozone không oxy hóa được hai kim loại đó là vàng và platin, nên là D cũng không đúng. Rồi tiếp tục câu hỏi số 2. Chất nào sau đây có liên kết cộng quá trị không cực? Như vậy thì đây có 4 chất. Mấy em phải biết được liên kết cộng quá trị không cực là liên kết được tạo nên từ các nguyên tử giống nhau. Thì trong đây 4 đáp án mình dễ dàng chọn được đáp án là B, là bởi vì phân tử oxy được tạo nên từ hai nguyên tử oxy giống nhau, nên là B là đáp án đúng. Câu số 3. Điều chế oxy trong phòng thí nghiệm người ta dùng cách nào sau đây? Ở đây cũng có 4 đáp án, thì ở đây cô gạch dưới cái từ trong phòng thí nghiệm. Các em phải nhớ lại những chất mà điều chế oxy trong phòng thí nghiệm phải có hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là phải giàu nguyên tử oxy và kém bền với nhiệt. Như vậy thì trong 4 đáp án này thì mình dễ dàng biết được đó là KCl3 là chất mà giàu nguyên tử oxy và kém bền với nhiệt. Như vậy thì B là nhiệt phân kali clorat có mangan dioxide làm chất xúc tác, dùng để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm. Rồi đáp án A và C cũng dùng để điều chế oxy nhưng mà trong công nghiệp. Còn đáp án D là không dùng để điều chế oxy ha. Tiếp theo câu hỏi số 4. Oxy và ozone là hai dạng thù hình của nhau vì? Rồi các em đọc 4 đáp án. Như vậy thì mình phải biết hai dạng thù hình là gì. Đó đều là đơn chất nhưng mà số lượng nguyên tử trong phân tử khác nhau. Ví dụ như oxy và ozone đều là đơn chất nhưng mà oxy là có hai nguyên tử oxy, còn ozone là gồm 3 nguyên tử. Nên là đáp án C là đáp án đúng. Như vậy thì đó là 4 câu hỏi cô tái hiện lại kiến thức cũ cho các em. Từ đó có cơ sở mình đi vào học bài mới tốt hơn. Chúng ta đi vào bài mới. Hai bài tiếp theo của chương 6, đó là bài 30 và bài 32. Thì ở chương này mình sẽ học theo cái chủ đề. Chủ đề có tên là lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh. Nội dung của chủ đề gồm có hai phần lớn. Phần A là lưu huỳnh là bài 30. Phần B là hợp chất của lưu huỳnh là bài 32. Đi vào phần thứ nhất là lưu huỳnh. Các em mở sách giáo khoa trang 129 ha. Thì ở bài lưu huỳnh này mình có 5 nội dung.
Thứ nhất là vị trí cấu hình electron, thứ hai là tính chất vật lý, thứ ba là tính chất hóa học, thứ tư là ứng dụng và cuối cùng là trạng thái tự nhiên và sản xuất lưu huỳnh. Thì trước khi đi vào bài, cô sẽ giới thiệu sơ lược cho các em biết về một số thông tin của lưu huỳnh. Như vậy thì em có biết là lưu huỳnh là nguyên tố kim loại hay là phi kim không? Lưu huỳnh là nguyên tố phi kim được biết đến từ thời xa xưa. Lưu huỳnh trong tự nhiên được tìm thấy gần các núi lửa hoạt động. Khoảng thế kỷ 9 trước công nguyên, người cổ Hy Lạp đã biết đốt lưu huỳnh để tẩy uế nhà cửa, dùng khí thoát ra là SO2 để tẩy trắng bại sợi. Người xưa tin rằng ngọn lửa của lưu huỳnh có thể xua đuổi được ma quỷ. Thì đó là những cái thông tin cô cung cấp cho các em để các em hiểu rõ hơn về nguyên tố lưu huỳnh. Này, chúng ta đi vào bài ha. Thì đây là bảng tuần hoàn, các em quan sát bảng tuần hoàn và tìm ra vị trí của lưu huỳnh. Này, vị trí thì xác định 3 yếu tố: ô, chu kỳ và nhóm. Như vậy thì lưu huỳnh ở ô số 10, 16 là chu kỳ 3, nhóm 6A. Ký hiệu của lưu huỳnh là chữ S. Phần thứ nhất là vị trí cấu hình electron nguyên tử. Rồi các em ghi bài vào tập nha. Ký hiệu hóa học là S, khối lượng mol là 32, vị trí là ô 16, chu kỳ 3, nhóm 6A. Như vậy thì dựa vào vị trí của lưu huỳnh, ta viết được cấu hình electron nguyên tử là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Từ đó ta suy ra là rằng là lưu huỳnh có 6 electron lốt ngoài cùng. Thì đây là sơ đồ biểu diễn sự phân bố của electron trên các lớp. Như vậy thì lớp ngoài cùng của lưu huỳnh là có 6 electron. Chúng ta đi vào phần 2 la mã tính chất vật lý. Như vậy ở đây cô có một câu hỏi là em có biết lưu huỳnh có mấy dạng lưu huỳnh không? Thì nhớ lại bài trước, oxy có hai dạng lưu huỳnh, đó là O2 và O3. Thì tương tự lưu huỳnh cũng có hai dạng lưu huỳnh, đó là lưu huỳnh tà phương ký hiệu là S alpha, lưu huỳnh đơn tà ký hiệu là S beta. Thì hai dạng thù hình của lưu huỳnh có thể chuyển đổi qua lại cho nhau tùy theo điều kiện nhiệt độ. Nếu như điều kiện lớn hơn hoặc bằng 95,5 độ C thì từ lưu huỳnh tà phương sẽ chuyển thành là lưu huỳnh đơn tà. Còn nếu như điều kiện mà bé hơn 95,5 độ C thì lưu huỳnh đơn tà sẽ chuyển thành là lưu huỳnh tà phương. Các em lưu ý cái ký hiệu ha, lưu huỳnh tà phương là S alpha, lưu huỳnh đơn tà là S beta. Thì đây là bảng cấu tạo tinh thể và tính chất vật lý của hai dạng thù hình của lưu huỳnh. Lưu huỳnh tà phương cấu tạo là dạng tinh thể là hình thoi, còn lưu huỳnh đơn tà cấu tạo tinh thể là hình kim. Khối lượng riêng của lưu huỳnh tà phương là 2,07 gram trên cm khối, của lưu huỳnh đơn tà là 1,96 gram trên cm khối. Nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh tà phương thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh đơn tà, và nhiệt độ bền của lưu huỳnh tà phương là dưới 95,5 độ C, còn nhiệt độ bền của lưu huỳnh đơn tà là từ 95,5 cho đến 119 độ C. Thì từ đây các em rút ra kết luận là ở nhiệt độ thường thì lưu huỳnh tà phương sẽ bền hơn là lưu huỳnh đơn tà. Các em ghi cái phần tính chất vật lý của lưu huỳnh vào và mình sẽ điền vào cái bảng sau đây cho cô. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Lưu huỳnh tà phương là S alpha và lưu huỳnh đơn tà S beta khác nhau về những đặc điểm gì và giống nhau cái gì? Thì ở đây cô có 3 chỗ trống. 3 chỗ trống với 4 cụm từ. Các em sẽ chọn cho cô 3 cụm từ thích hợp để điền vào 3 chỗ trống phía trên. Và các em đọc và chọn. Rồi, xong chưa? Như vậy hai dạng thuộc hình này khác nhau về cấu tạo tinh thể và một số tính chất vật lý, nhưng giống nhau về tính chất hóa học. Này, các em ghi bài vào.
Rồi chúng ta đi vào phần tiếp theo, đó là số 2 nhỏ, ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lý. Thì cái phần này thì các em sẽ tự xem sách giáo khoa ha, vì nó là phần giảm tải. Nhưng mà cô sẽ cung cấp một số hình ảnh và trạng thái của lưu huỳnh khi mà bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ để các em hình dung rõ hơn. Như vậy thì khi đun nóng, trạng thái và màu sắc của lưu huỳnh sẽ biến đổi theo nhiệt độ như sau. Thì ở 20 độ C thì lưu huỳnh là ở trạng thái rắn và dạng bột có màu vàng nhạt. Nếu như ở khoảng 119 độ C thì nó là chất lỏng màu vàng. Còn từ 159 thì nó là chất lỏng nó trở nên quánh nhớt thì nó có cái màu là nâu đỏ. Còn khoảng 444 độ C thì lưu huỳnh bắt đầu bay hơi và cái hơi nó sẽ dạng là màu da cam. Thì đây là các hình ảnh của lưu huỳnh biến đổi bởi nhiệt độ. Rồi chúng ta đi vào phần quan trọng, đó là tính chất hóa học. Hãy xác định số siêu hóa của lưu huỳnh trong các chất sau. Ở đây cô có 5 chất, các em sẽ xác định số siêu hóa của lưu huỳnh trong những cái chất này. Thì dựa vào quy tắc xác định số siêu hóa thì mình sẽ dễ dàng xác định được số siêu hóa của lưu huỳnh như sau. Thì ở đây lưu huỳnh trong ớt sẽ là -2, lưu huỳnh đơn chất là 0. Còn lưu huỳnh trong XO2 là +4, lưu huỳnh trong XO3 là +6 và lưu huỳnh trong H2SO4 là -6. Như vậy thì qua 5 chất này thì lưu huỳnh có các mức số siêu hóa như sau. Là -2, 0, +4 và +6. Như vậy thì khi mình xét đến lưu huỳnh đơn chất có số siêu hóa là 0 là số siêu hóa trung gian. Mà số siêu hóa trung gian thì nó có khả năng là tăng lên +4 hoặc là tăng lên +6 và cũng có thể là giảm xuống -2. Như vậy thì khi mà lưu huỳnh tăng lên +4 và +6 thì sẽ thể hiện tính khử, và khi giảm xuống -2 thì lưu huỳnh sẽ thể hiện tính oxy hóa. Như vậy tóm lại lưu huỳnh sẽ có hai tính chất, đó là vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử ha. Như vậy thì kết luận lại, lưu huỳnh có 6 electron lúc ngoài cùng, độ âm điện của lưu huỳnh là 2,58. Số oxy hóa của lưu huỳnh trong các hợp chất gồm -2, 0, +4, +6, nên lưu huỳnh vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử. Rồi các em ghi bài vào. Như vậy thì tính oxy hóa của lưu huỳnh thể hiện khi là tác dụng với kim loại hoặc là hydro. Còn tính khử là thể hiện khi tác dụng với kim loại hoạt động mạnh như là oxy, clo và clo. Mình sẽ đi vào phần số 1 nhỏ, đó là tác dụng với kim loại. Và những kim loại này phải trừ 3 kim loại quý ra, vàng, bạc và latin. Lưu huỳnh tác dụng với hydro. Thì ở đây cô có 4 phương trình, các em sẽ hoàn thành 4 phương trình này vào tập và xác định số siêu hóa của lưu huỳnh trước và sau phản ứng để thấy rõ tính chất hóa học của nó. Được chưa? Thì đây, các em lưu ý sắt có hai quá trị 2 và hóa trị 3. Thì khi sắt tác dụng với lưu huỳnh thì sắt sẽ thể hiện là hóa trị 2, thì tạo ra là FeS, tên là sắt 2 sunfua. Nhôm tác dụng với lưu huỳnh tạo ra là nhôm sunfua Al2S3. Hydro tác dụng với lưu huỳnh tạo ra là hydro sunfua H2S. Thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh tạo ra là thủy ngân sunfua. Thì các em lưu ý cho cô, trong 4 cái phản ứng này thì 3 phản ứng đầu tiên là lưu huỳnh tác dụng với kim loại và hydro đều có nhiệt độ, nhưng với phương trình số 4 là thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh là ở nhiệt độ thường. Thì ở phương trình này mình ghi là nhiệt độ thường cũng được, hoặc nếu không thì mình bỏ trống luôn, mình khỏi ghi. Thì phản ứng số 4 là người ta ứng dụng dùng lưu huỳnh để làm sạch và thu gom thủy ngân khi mà thủy ngân rơi vãi. Bởi vì là thủy ngân là một kim loại nặng rất độc, nên là dùng một lưu huỳnh để khử độc thủy ngân. Thì các em nhìn vào phản ứng số 1, số 2, số 4, thì khi kim loại tác dụng với lưu huỳnh tạo ra muối sunfua. Thì cô tổng quát lại cho các em là kim loại tác dụng với lưu huỳnh tạo ra là muối sunfua. Số oxy hóa của lưu huỳnh trước phản ứng đều là không, sau phản ứng là giảm xuống là
trừ 2. Như vậy thì chứng tỏ rằng là lưu huỳnh thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với kim loại và hydro. Thì ở đây cô có hai cái phim thí nghiệm là giữa sắt tác dụng với lưu huỳnh và hydro tác dụng với lưu huỳnh. Thì các em sẽ xem phim thí nghiệm này và quan sát cái hiện tượng nha, để thấy rõ hơn cái phản ứng giữa lưu huỳnh với kim loại và hydro. Xem một cái hình ảnh sau đây là hình ảnh là dùng một lưu huỳnh để thu gom thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ. Thì trong cái nhiệt kế của mình đó thì có chứa lưu huỳnh, có chứa thủy ngân. Thì khi mà nhiệt kế không may bị vỡ thì cái thủy ngân này sẽ là có cái tính độc. Thì để khử độc thủy ngân thì người ta sẽ dùng một lưu huỳnh rắc vào cái thủy ngân đó, rồi sau đó mình sẽ gom vào mình bỏ ha. Thì đây là phản ứng là thủy ngân tác dụng với bột lưu huỳnh tạo ra thủy ngân sunfua. Tiếp theo là số 2 nhỏ là lưu huỳnh tác dụng với phi kim như là oxy, clo và clo. Thì đây cô có hai cái phản ứng để cho các em thấy là lưu huỳnh tác dụng với oxy tạo ra là lưu huỳnh dioxit, và lưu huỳnh tác dụng với clo tạo ra là lưu huỳnh hexacloro. Là do đây có 6 nguyên tử clo nên đọc là hexa. Mình xác định số oxy hóa của lưu huỳnh trước phản ứng và sau phản ứng. Phản ứng thứ nhất, trước phản ứng lưu huỳnh có số oxy hóa là 0, sau phản ứng tăng lên là cộng 4. Rồi, phản ứng thứ hai, số oxy hóa của lưu huỳnh là 0, sau phản ứng tăng lên là cộng 6. Như vậy thì qua các phản ứng thì các em thấy là số oxy hóa của lưu huỳnh là đều tăng. Như vậy thì nó thể hiện tính khử. Và các em ghi hai phương trình vào tập và xác định số oxy hóa và gọi tên. Như vậy thì qua hai phần mình sẽ kết luận lại, lưu huỳnh có hai tính chất. Thứ nhất là tính oxy hóa khi tác dụng với những chất khử như là kim loại và hydro, và lưu huỳnh thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxy hóa như là oxy, clo, clo, vân vân. Bởi vì là lưu huỳnh có số oxy hóa là trung gian, có thể giảm xuống hoặc có thể tăng lên, nhớ nha. Bốn la mã ứng dụng của lưu huỳnh. Thì đây là những ứng dụng của lưu huỳnh.
Vậy thì lưu huỳnh một lượng rất lớn là khoảng 90% lưu huỳnh dùng để sản xuất axit sulfuric, còn lại 10% thì dùng trong các ngành công nghiệp khác như là lưu hóa cao su, thuốc trừ sâu, phẩm nhuộm, dược phẩm, chất dẻo ebonit và chất tẩy trắng bột giấy, chất tạo diêm, vân vân. Thì đó là một số ứng dụng của lưu huỳnh. Về trạng thái tự nhiên của lưu huỳnh tồn tại hai trạng thái, đó là dạng đơn chất là ở trong các mỏ lưu huỳnh, và ở dạng hợp chất là dạng muối sunfua như là muối là pyrit, quặng pyrit nè, phalerit và galen. Hay là hai trạng thái tự nhiên của lưu huỳnh. Cái phần này các em xem thêm trong sách giáo khoa ha. Củng cố lại những cái gì mình đã học ở lưu huỳnh. Tìm các phát biểu sai và sửa lại cho đúng. Ở đây cô có hai cái biểu tượng. Biểu tượng mặt cười là đúng và biểu tượng mặt buồn này là sai ha. Thì các em sẽ đặt cái biểu tượng mặt cười hay là mặt buồn cho đúng cái phát biểu. Này, phát biểu thứ nhất, cấu hình elipse trong lớp ngoài cùng của lưu huỳnh là 3s2 3b4, đúng hay sai? Này, phát biểu này là đúng. Lưu huỳnh vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử. Lưu huỳnh có số oxy hóa là không, là số oxy hóa trung gian. Như vậy thì vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử, đúng luôn. Lưu huỳnh thể hiện tính khử khi tác dụng với nhôm. Như vậy thì nhôm là kim, kim loại mà lưu huỳnh tác dụng với kim loại thì nó sẽ thể hiện tính oxy hóa mới đúng. Như vậy là tính khử là không đúng. Rồi, tất cả kim loại đều tác dụng với lưu huỳnh ở nhiệt độ cao thì ở đây là sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ tất cả, tại vì là lưu huỳnh tác dụng được với kim loại nhưng mà trừ vàng, bạc và platin, và khi tác dụng với thủy ngân thì ở nhiệt độ thường thôi. Lượng rất lớn lưu huỳnh dùng để sản xuất axit sulfuric, đúng, dùng tới 90% lượng lưu huỳnh. Như vậy thì trong hai phát biểu này sai, sai ở chỗ là tính khử và chữ tất cả. Thì đó là cô củng cố lại cái kiến thức của bài lưu huỳnh. Cô hy vọng rằng qua phần hướng dẫn của cô trong tiết học này, các em đã nắm được những nội dung cơ bản nhất của đơn chất lưu huỳnh. Trong quá trình học, các em có vấn đề gì vướng mắc, các em chịu khó xem lại bài giảng này nhiều lần. Thì để chuẩn bị cho tốt cho phần hợp chất của lưu huỳnh, mình sẽ học tiếp ở phần sau. Đồng thời vận dụng làm hai bài tập ở nhà. Đây là hai bài toán của kim loại tác dụng với lưu huỳnh. Câu số 1 thì người ta cho là kim loại sắt tác dụng với lưu huỳnh. Ở đây này chỉ cho một cái dữ liệu của sắt thì mình dễ dàng tính được số mol của sắt, rồi sau đó viết được phương trình sắt tác dụng với lưu huỳnh, thế số mol của sắt vào và tính toán theo cái dữ liệu của đề bài yêu cầu. Câu số 2 thì nó phức tạp hơn, là ở đây người ta cho mình hai cái dữ liệu là dữ liệu của nhôm và dữ liệu của lưu huỳnh. Thì trước tiên mình phải tính hai số mol ra, viết phương trình và đặc biệt là phải cân bằng hệ số mol cho đúng, và sau đó mình lập tỷ lệ mol xem coi là cái tỷ lệ mol nào nhỏ thì mình sẽ lấy số mol của cái chất đó mình phối vào. Thì câu số 2 bài tập tương đối mới nha, các em cố gắng làm.